Đây là một thương hiệu mà tôi vô cùng tiếc nuối. Những chiếc đồng hồ hiện tại và những chiếc đồng hồ thế hệ đầu tiên của thương hiệu này gần như không còn có chút liên quan gì tới nhau. Đây chính là thương hiệu của cựu nghệ nhân đã quá cố, ngài Roger Dubuis. Và trong video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về thương hiệu Roger Dubuis và những chiếc đồng hồ đã làm nên tên tuổi của thương hiệu. Let's go! Thì thương hiệu Roger Dubuis là một thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ và được thành lập năm 1995 bởi nghệ nhân cùng tên, ngài Roger Dubuis. Khi thương hiệu mới được thành lập năm 1995, thì ông Roger Dubuis và ngài Carlo Díaz, người đồng sáng lập, đã tạo ra hai bộ sưu tập mà tôi phải nói là vô cùng đáng giá để sưu tầm. Đó chính là bộ sưu tập Homage và Sympathy. Quý vị có thể thấy được hiện tại những chiếc đồng hồ mới nhất của thương hiệu hay là trong bộ sưu tập hiện hành của thương hiệu Roger Dubuis thì không còn hai bộ sưu tập này nữa. Thay vào đó là những bộ sưu tập như là Excalibur, Hypercar, Hiệp sĩ bàn tròn hay là Velvet dành cho nữ giới. Những bộ sưu tập rất là hiện đại, rất là đương đại và đi ngược lại hoàn toàn so với những chiếc đồng hồ Roger Dubuis thế hệ đầu. Bộ sưu tập Homage và Sympathy xuất hiện để khẳng định những chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Roger Dubuis là độc nhất và nguyên bản. Và những chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Homage hay là Sympathy thì chỉ có sản xuất 28 chiếc cho mỗi phân loại. Cái bộ sưu tập Homage ấy, đó là bộ sưu tập mà ngài Roger Dubuis làm ra sau khi mà ông dành 14 năm làm cho Patek Philippe. Có thể nói là đến tận bây giờ không có một cái dáng vỏ nào như dáng vỏ Sympathy cả. Được đánh giá rất là cao khi mà trộn lẫn giữa tính chất đương đại nhưng không để mất đi tính chất cổ điển trong những chiếc Sympathy. Nhìn xa thì chúng ta nghĩ dáng vỏ Sympathy dạng hình vuông, nhưng vỏ đồng hồ Sympathy lại xuất hiện còn cá tính hơn như thế, với những đường cong này và bốn đỉnh nhọn chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy. Kết hợp với thiết kế vỏ 3 phần chắc chắn này thì chúng ta sẽ thấy càng nối dây hơi dài ra hơn một chút nhưng cũng có phần ôm vát. Để tối ưu chi phí thì thế hệ đồng hồ Sympathy thứ hai được trang bị mặt kính tròn, thay vì thế hệ đầu tiên là kính sapphire được chế tác đồng hồ với kiểu dáng của đường viền bên ngoài luôn. Những chiếc Roger Dubuis Sympathy hay Homemade thời điểm ban đầu thì cũng có thời gian sử dụng bộ máy của Longines L990, họ modify sang là RD57. Sympathy hay là Homemade thời điểm năm 2023 được rất nhiều nhà sưu tầm nghiêm túc bỏ ra một số tiền lớn để có thể sở hữu. Chúng ta có thể follow những cái nhà đấu giá uy tín nổi tiếng chuyên đấu giá về những chiếc đồng hồ cổ điển như Philips Antique Room hay là Sotheby's Christie. Quý vị thấy những chiếc đồng hồ Sympathy cổ điển, Homage cổ điển với bộ sưu tập hiện đại của thương hiệu bây giờ, quý vị có cảm nhận như thế nào? Có phải là nó rất là đối nghịch nhau và không còn một chút nào là di sản đúng không ạ? Tôi cũng như rất nhiều nhà sưu tầm có một suy nghĩ, đó là trong tương lai Roger Dubuis hiện đang thuộc về tập đoàn Richemont sẽ tái hiện lại bộ sưu tập Homage hay là bộ sưu tập Sympathy. Hiện tại ở đây chúng tôi đang có chiếc Sympathy đường kính 40mm. Với phiên bản này là một phiên bản sau khi mà Richemont đã mua cổ phần lại của Roger Dubuis, thì phiên bản Sympathy mà gia bảo đang sở hữu vẫn thuộc cái line mà chỉ sản xuất 28 chiếc và lớp vỏ bằng trắng cũng như là đường kính chỉ 40mm, nên là khá dễ đeo với cổ tay của châu Á chúng ta. Còn phiên bản size 43 thì tôi đã từng thử trước đây, nó khá là lớn. Và chiếc đồng hồ này là chiếc số 1 đầu tiên trong series 28 chiếc. Chức năng của chiếc đồng hồ này rất là đơn giản, chỉ có giờ và phút thôi, thậm chí là không có kim dây. Mặt số thì được làm từ mặt ốc và được in nổi lên những cặp số La Mã. Tuy nhiên là khác với những cái phiên bản Sympathy thế hệ đầu tiên, đó là chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có một cái phần mà tay càng nối dây nó khác hơn một chút, nó sẽ có một cái vấu để nối cái giữ cái dây thay vì chỉ có hai tay càng như phiên bản trước đây. Chiếc đồng hồ thì được hoàn thiện bằng hai phương pháp, một là đánh bóng và chảy xước. Kết cấu của lớp vỏ đồng hồ này thì là ba lớp: vành bezel, thân và đáy. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này là cỗ máy mang mã hiệu là RD14. Chúng ta có thể thấy cái kết cấu của cỗ máy này khá giống với kết cấu của những chiếc đồng hồ quả quýt cổ. Độ hoàn thiện của cỗ máy rất là cao, với những cái điểm đánh bóng gương rất là tỉ mỉ. Ở vị trí lỗ những cái chân kính là đều được đánh bóng này, những đầu vít cũng vậy. Và trên chiếc đồng hồ này phần trụ của rotor cũng được đánh bóng gương. Rotor thì bằng vàng rồi. Và độ hoàn thiện ở trên những cái bề mặt máy là những đường vân Côte de Genève. Và đó là quan điểm của Gia Bảo về thương hiệu Roger Dubuis và dáng vỏ Sympathy huyền thoại của thương hiệu này. Quý vị thích sưu tầm những chiếc Roger Dubuis thế hệ mới hay là những chiếc đồng hồ thế hệ đầu? Hãy cùng comment ở phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.